Hiếu Minh Audio xin kính chào toàn thể các bác và anh em âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em Hải lại tiếp tục lên một clip ở trên kênh YouTube của Hiếu Minh Audio và xin phép được giới thiệu và quảng bá tới các bác và anh em một sản phẩm chính hãng, nhập khẩu chính ngạch có COCQ mang thương hiệu của GD Gutin. Nói về thương hiệu GD Gutin thì có lẽ các bác yêu âm thanh cũng như là yêu karaoke thì không còn lạ lẫm gì với thương hiệu này, đúng không ạ? Một thương hiệu mà ăn sâu vào người đam mê âm thanh, ăn sâu vào những sự đam mê và có từ rất lâu rồi, và các bác yên thanh sẽ liên tưởng đến ngay những chiếc vang, những chiếc mic. Thì hiện tại thì nhà phân phối GD Gutin đã phân phối độc quyền tại Việt Nam và cũng như là phân phối rất đa dạng các mẫu sản phẩm, đã đầy đủ bộ dàn có thể các bác yêu với thương hiệu GD Gutin, sản phẩm hay và chất lượng thì có thể là phối ghép được một bộ dàn hoàn chỉnh đầy đủ các thiết bị của thương hiệu GD Gutin. Đây, giới thiệu với các bác này, thương hiệu GD Gutin là thương hiệu quốc tế đã có 28 năm kinh nghiệm, và thương hiệu này thì đến từ Germany, thương hiệu của Đức, và hiện tại thì đang được nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam phân phối các dòng GD Gutin và phát triển rất mạnh về thị trường của Việt Nam trong nước. Và sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, sẽ có mã để check QR. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu đến bác và anh em một chiếc súp hơi Bát 40 của model là GS15P Bát 40. Và chất âm của nó thì rất là hay, tiếng bát rất sâu, uy lực. Và một điều mà em rất thích ở chiếc súp hơi này đó chính là thiết kế về phần mẫu mã ngoại hình của nó. Thiết kế thì rất là nhỏ gọn, form cực kỳ nhỏ là phù hợp cho các bác nào mà phối ghép trong không gian gia đình, phòng khách, không lo về nó tốn diện tích hay là bị chướng phòng quá. Và thẩm mỹ của em nó thì rất là cao, thẩm mỹ cũng như là thương hiệu của GD Gutin. Về kích thước của em nó thì là kích thước hình vuông, chiều cao, chiều rộng, chiều sâu thì cũng không quá 50cm. Đây bây giờ em sẽ đo các bác cùng xem này. Chiều ngang là 48cm, chiều sâu cũng là 48cm, và chiều cao thì cũng 48 cân 1cm, chân nữa là khoảng 49cm. Đó, thiết kế hình vuông đúng không ạ, thiết kế rất nhỏ gọn, nó chỉ ngang nhỉnh hơn chiếc súp điện Bát 30 một chút thôi. Như thế này thì bác để vào phòng khách vừa trang trí được này. Đấy, vừa đánh tiếng bát rất là hay, gọn, uy lực. Nước sơn của em nó là nước sơn sần, và sơn này thì cực kỳ khó xước, đơn giản đâu, là xước là phủ nhiều lớp, e căng bằng sắt, và bên trong sẽ có một lớp màng để chống bụi cũng như là bảo vệ driver bên trong. Logo thì lại in bên trên, dán bên trên này, bình thường logo bên dưới đúng không ạ, nhưng mà logo GD Gutin nó in bên trên này để cho điểm nhấn của khách hàng. Những chiếc sồng này chúng ta để dưới đất đúng không ạ, logo để sát đất quá thì có thể là khó nhìn, nhưng mà logo của GD Gutin sẽ in bên trên này, dễ nhìn hơn. Ở bên trên này thì sẽ có một cọc ốc cắm chân loa. Nhà không gian bác nào mà khoảng trên 3m2 có điều kiện nắm hai quả này để hai bên và để chân loa lên hai quả loa bên trên súp này thì đánh cực kỳ hay và mặc định luôn, chưa cần xét đánh đã tiếng bass rất là gọn và hay rồi. Và bác mà xét RTA đo căn chỉnh nữa thì càng chuẩn. Đây, những điểm nhấn này, cắt CNC. Về phần hậu thì đây là thông số kỹ thuật của chiếc súp này, có công suất là 900W, giải tần đáp tuyến là từ 18Hz cho tới 200Hz. Tiếng bass xuống rất sâu rồi. Một lát nữa xem driver của nó thiết kế như nào nhé. Sensitivity độ nhạy là 95dB và độ trợ kháng 8 ohm. Tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra thì sử dụng jack Neutrik speaker 1+ và 1-. Ok, bây giờ thì em sẽ mở giúp mà anh phần e-căng ra nhé, để cùng các bác trải nghiệm về phần driver của em nó. Hôm nay thì em đang lên sóng ở tại chi nhánh miền Bắc của Hiếu Minh Audio tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, và bên em thì vừa chuyển ra từ kho
rất nhiều các mẫu loa, các mẫu súp hàng bãi rất là chất lượng và rất là hay, và rất đa dạng các mẫu mã để các bác và anh em lựa chọn. Đảm bảo các bác mà đến cửa hàng của mình thì bên em sẽ tư vấn cũng như là các bác sẽ lựa chọn được cho mình những mẫu loa ưng ý trong phân khúc tầm giá mà nhu cầu của bác muốn sử dụng. Rất nhiều mẫu loa này: JBL KP4012, B3X7i, B3X15i, Studio Master và dòng Vital VL. Súp cũng vậy, súp 50 AD. Súp 50 AD. Súp Vital EV, Electrovoi. Rất nhiều các dòng loa, các bác đến cửa hàng có thể trải nghiệm trực tiếp chất âm của các cặp loa, súp, sản phẩm âm thanh, và cũng như là sẽ có là em sẽ tư vấn bác những cặp loa phù hợp và tốt nhất trong cái nhu cầu cũng như là tầm kinh tế bác muốn bỏ ra. Ok chưa? Ok anh ơi. Đấy, nhìn vào phát thì rất là cuốn hút rồi, với cái phần màng này, cái thiết kế là màu đỏ này. Đấy, offer màu đỏ đúng không? Gân keo này. Keo này thì nó sử dụng máy hết, sử dụng máy được bôi keo hết. Sử dụng máy bôi keo cho nên là cái đường keo rất là đẹp và gọn. Và đặc biệt của phần này thì là gân cao su. Gân cao su rất là to đúng không ạ? Thường dùng gân vải đúng không ạ? Gân cao su này thì tiếng bass xuống sâu như vậy. Ok, em nhắc cậu anh lên với. Đôi 4, 6, sử dụng là 6 khung xương gam. Rất là to và chắc chắn. 3 ngón tay. Và nhện màu vàng, keo này, keo rất đẹp. Đấy, keo này, keo từ là màu nâu này. Đấy, keo dán từ màu nâu ấy. Đây, bên trên này keo màu xanh này, keo màu tím, tím, đây màu tím. Gân nhện, nhện này rất đẹp này, bên keo này, keo cổ côn đúng không bác, keo cổ côn cực kỳ đẹp luôn, gọn gàng luôn. Đó. Và các đường dây điện này được bôi keo rất là kỹ càng và cẩn thận. Các đường dây điện kết nối này đó được bọc trong lớp băng dính đen cách điện, và cũng như là những chân cắm này đó, những chân cắm rất là chắc chắn, rất chắc chắn này. Ok, và bên trong thì bên trong thùng là sử dụng gỗ là gỗ MDF, gỗ ép miếng nhá. Bông tiêu âm này rất là dày, bông tiêu âm rất là dày, và thùng vách rất là chắc chắn, đánh tiếng bass, tăng tiếng bass to cũng sẽ không sợ thùng là tạo ra thì tiếng tạp âm, bởi vì bông tiêu âm rất là tốt rồi. Và thứ hai, thùng vách rất là chắc chắn, gỗ ép miếng rất là dày, nhiều lớp. Cũng một phần là lý do tại sao mà cho ra tiếng bass là sâu, tiếng bass sâu đến tận 18 hertz. Một phần là thứ nhất là lỗ thông hơi phía sau. Đấy. Với này chúng các bác chú ý cho em một chút này, lỗ thông hơi phía sau thì các bác để sát tường phải cách cho em khoảng 7-10 cm nhá, để cho nó lỗ thở nhá. Nếu không là nó bị không thở được hơi là nó ù tiếng bass. Các lưu ý cho em tất cả các dòng súp mà có lỗ thông hơi phía sau hay loa có lỗ thông hơi phía sau, các bác phải để cho cách khoảng tường khoảng 7 cm để có lỗ thở 7 cm trở lên. Đấy, lỗ thở thì tiếng bass nó mới gọn. Và phần nữa là gân cao su, và gân cao su là gân rất là to và dày thì tiếng bass nó xuống sâu hơn so với gân vải. Chiếc súp này thì các bác sử dụng cho em những chiếc đẩy có công suất khoảng tầm 900W trở lên, 900W trở lên hoặc 800W trở lên nhé. Ok. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc súp hơi Bass 40 thương hiệu GD Gutin này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi.
Ok, vừa rồi thì các bác cùng thưởng thức tiếng bát của chiếc súp hơi bát 40 GD Gutin. Các bác nào mà yêu thích sản phẩm trên thì có thể liên hệ qua anh Hùng Minh với các số điện thoại online. Ngoài cơ sở Điện Bắc có số hotline là 0919182233 và 0869972929. Cơ sở Sài Gòn có số hotline là 0982352313. Hiện tại thì bên em đang có 2 chi nhánh bán lẻ, các bác có thể qua trực tiếp để trải nghiệm chất âm của sản phẩm âm thanh và cũng như là mắt thấy tai nghe nhìn trực tiếp các sản phẩm, đánh giá trực tiếp nhất. Thì ngoài Bắc, bên em có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong Sài Gòn có địa chỉ tại 48B Cự Xá và điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe An Sương khoảng 500-700m. Hiếu Minh Audio có giao hàng toàn quốc và bên em có hỗ trợ trả góp các bác nhé, có hỗ trợ trả góp từ xa qua thẻ tín dụng tiêu dùng và hỗ trợ tại cửa hàng bằng thẻ căn cước công dân hoặc là chứng minh thư bằng lái xe. Ok, và bây giờ thì em xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại toàn thể bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.